Cái này bên chồng thì quá ok luôn à anh ạ. Ờ. Anh Hậu ạ. Nhưng mà nặng lắm đấy. Nặng chắc là em một lần chở được 3 cây thôi. Mỗi lần em về nhà thì cứ mỗi lần là đem cho ông với 3 cây là được rồi. Vâng. Nghiêm. Nếu mà quý ông bà nào mà ở gần nhà cháu Nghiêm ấy thì muốn ăn mận thì bảo cháu Nghiêm nha. Cháu Nghiêm dẫn đến nhà là cháu chỉ cho không thôi. Cho hái về ăn thôi chứ cháu Nghiêm không lấy tiền. Nhà hái về ăn chứ không phải hái về bán đâu nha. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú và anh chị đến với kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị thì hôm nay cháu Nghiêm có về quê và xung quanh nhà cháu Nghiêm thì nhà chú Thím hôm nọ cháu xuống xin củ rong giềng ấy. Thì có trồng chuối rất là nhiều. Với cả xung quanh nhà của cháu thì cũng nhà nào cũng trồng chuối chuối Tây ấy. Nên là chuối đấy phát triển rất tốt, với cả lợn cũng rất là thích ăn loại chuối đấy nè. Cháu cũng hỏi chú Thím ấy, ở quanh nhà đây xin được một ít cây con. Bây giờ cháu sẽ đi lào xuống và mang xuống nhà ông dì trồng. Bởi vì ra dưới ông dì thì cây chuối thì rất là ít luôn. Cháu cũng đã đi tìm, nhưng mà không có nhà nào có quý ông bà. Mấy cả là cũng nhiều quý ông bà góp ý cho cháu bảo là trồng chuối ở cái đường xung quanh đường xuống nhà ông dì. Cháu nghĩ là đất đấy rất là phù hợp để mà trồng chuối Tây này. Nên là hôm nay cháu lên nhà thì cháu tranh thủ là đi xin các thím với xin mọi người một ít để xuống trồng cho ông. Còn cùng ông bà góp ý cho cháu là trồng dây khoai lang cho nhà ông Thủy. Cái đấy thì cháu vẫn đang đi tìm. Với cả cháu phải mượn được máy cày hay là có máy cày thì cháu mới cắt xuống để cày, cày xong hết rồi cháu mới cắt xuống để trồng cho ông được. Chứ không thể mà một lúc mà cháu trồng nhiều thứ cho ông được. Nên là có gì bây giờ cháu thì cứ gặp gì trồng cho lợn ăn với là phát triển kinh tế được thì cháu cứ tìm đi cho ông trước đã. Khu dưới nhà ông thì toàn là cây chuối rừng. Cây chuối rừng đấy thì nó phát triển rất là chậm. Để mà phát triển nhanh thì có chuối tiêu với cả chuối Tây này. Hơn là chuối tiêu thì lợn ăn cũng ăn không thích ăn đấy. Cháu sẽ xin thím chuối này. Giờ thì cháu sẽ xuống đây đào trước đã. Đây lấy hỏi thím như thế là có. Cháu sẽ đào một ít trước. Trên thì cháu thì các chú các thím với cả mọi người ở xung quanh đây thì cũng chịu khó làm ăn. Nhiều nhà cũng trồng được rất là nhiều loại cây và làm vườn kiểu làm quy hoạch rất là phát triển. Như nhà bên kia là cũng chăn nuôi lợn rất là tốt. Mấy nữa thì cháu Nghiêm sẽ quyết định là đưa ông dì đi lên cùng và đi thăm cách làm ăn kinh tế của những người dân hay là các cô các bác ở trên cháu. Bởi vì là trên cháu là có rất là nhiều các cô các bác là trồng trọt đấy thưa ông bà. Đây người nhà chuyến năm nay là trồng cái vườn bí đao. Bí đao thì đợt vừa rồi hai chú Thím tâm sự là bán cũng được rất là nhiều tiền, nhưng mà xác định làm kinh tế thì cũng phải ông thì cũng có tuổi rồi. Nói chung là để mà ông làm được như các chú Thím ở đây thì cũng rất là khó vì tuổi tác. Ông cũng có tuổi rồi nên là cũng không còn sức để làm, nên là cháu sẽ hỗ trợ ông một phần. Làm được đến đâu hay đến đấy còn đỡ hơn là không làm. Đấy, bởi vì đất quanh nhà ông rất là nhiều, nếu mà được để không thế thì hơi phí. Cây này thì cháu nghĩ là cây này được. Cháu sẽ đào cây này đi. Cây chuối này là trồng ở quanh nhà ông dì thì phải nói là quá là tuyệt vời luôn. Chắc chắn là sẽ phát triển rất nhanh. Bởi vì cháu theo cháu quan sát cũng như là tìm hiểu thì đất ở dưới đấy rất là phù hợp để trồng cây chuối này. Chỉ là người dân ở đấy họ chưa trồng thôi, nên nhà ông gì cũng chưa trồng.
cứ mỗi lần cháu về nhà thì cháu lại đào xuống cho ông ấy. Dần dần rồi sẽ khắc có nhiều. Cái này thì chỉ thời gian đầu mình trồng nó hơi vất vả thôi, nhưng mà sau này nó phát triển về thì mình chặt thân cây chuối thì cho lợn, còn quả chuối thì mình bán. Quả chuối này bán cũng người ta cũng thích ăn. Đào cái này thì phải đào thật sâu vào, lấy hết cả gốc cả rễ đi thì trồng khả năng sống rất là cao. Nhà cháu Nghiêm thì cháu trồng cái này cũng khá nhiều. Lúc nữa cháu sẽ đi đào của nhà cháu nữa. Còn giờ là đào của nhà Thím chứ. Chú Thím thì cũng rất là tốt bụng thôi. Cháu xin gì là cho. Cũng bảo là chú Thím mất công trồng thì gửi chú Thím ít tiền. Nhà chú Thím bảo là không lấy, cho thôi, cho các cháu mang đi giúp ông. Cũng mong sao là những cây chuối mà cháu chặt từ đấy xuống cho ông phát triển tốt. Từ trên cháu mà xuống nhau gì thì cũng khá là xa, đi 2-3 tiếng mới đến cơ. Nhưng mà ở dưới đấy không có thì bắt buộc phải lên đây, lên đây cho đào đi. Nhiều ông bà cũng gọi điện cho cháu bảo là có gì có tuổi rồi đừng cho ông làm nhiều nha, bây giờ nhà cửa có hết rồi mà không làm kinh tế thì cháu cũng lo là sau này ông không có gì để phát triển kinh tế thì ông cũng nản. Thôi thì ông có tuổi rồi thì cháu sẽ cố gắng là cháu giúp ông nhiều hơn, bởi vì cháu này còn thanh niên, sức khỏe có, biết được gì thì biết thôi. Khi mà thấy ông phát triển được kinh tế không khá hơn thì cháu cũng cảm thấy vui. Đấy. Cái này đào đi trồng rất là tốt luôn. Lá nó thì sẽ chập đi hết. Để mắc lên đi. Cái bé bé này, à hôm nay thì đồng hành với cháu Nghiêm thì có cả anh A Hầu nữa. Anh A Hầu thì đang cầm máy quay cho cháu. Cái cây to này được, cây nhỏ này được anh? Không được. Cây to to đi. Cái đất này là đất của chú Thím em à? Đúng rồi anh. Hồi trước giữa cái nhà thằng Thân Loan kia. À, ngày trước là người ta thuê ở đây làm trang trại gà. Nhưng mà bây giờ người ta phát triển rồi là chuyển về quê. À, có nghĩa là khu này từ đây lên trên là của chú Thím, của nhà em hết à? Đúng rồi. Cái nhà kia là cũng của nhà chú Thím luôn. Đúng rồi. Còn cái kia là vườn mận của nhà cháu. Dưới này á? Đúng rồi. Thì cháu sẽ tí hai anh em mình sẽ đi xuống dưới kia. Em nhiều đất thế, sau này cho anh xin một mảnh đi. Đất thì có nhưng mà nếu mà anh muốn thì được mà. Ừ. Thì sợ anh không thích ở. Chỗ này trồng sao nhân sao để phát đi hết, chắc là không phải là giống có quả kia nhỉ? Vâng. Anh thấy mặt trên này có một cây. Đấy thì bây giờ thì từ đây trở đi thì anh em chúng cháu sẽ đồng hành cùng nhau suốt ngày thưa các bác. Còn Nghiêm thì bây giờ đang đào cái chuối nên là không có caramel, thì cháu sẽ cầm máy quay cho em, mà một tí nữa thì
hoặc là mai thì cháu lại sang bên cháu và cháu thì Nghiêm sẽ là người làm caramel cho cháu, thì hai anh em phối hợp với nhau để đi cùng nhau thôi các bác. Thế là mong quý của bác ông bà đồng hành cùng cháu suốt chặng đường mà chúng cháu đi chia sẻ những hoàn cảnh, và đặc biệt là dành tình cảm cũng yêu thương đến với các hoàn cảnh của hai anh em cháu đang đi chia sẻ của bác nhé. Ngày hôm qua thì hai anh em hôm qua với hôm kia là hai anh em là đi thăm hoàn cảnh mới, thì đến hôm nay thì cũng gọi là được các bác quan tâm nhưng mà vẫn chưa có ai hỗ trợ cả các bác. Cái chuối này thì em có biết tên cái chuối là chuối gì không? Cái chuối tây anh ạ. Ở chuối tây đúng rồi. Em thì của hai em cháu làm sẽ cố gắng làm sao giúp cho những mảnh đời khó khăn phát triển về kinh tế. Nói chung là nhiều mảnh đời thì người ta cũng có sức khỏe và có chăm chỉ chịu khó làm ăn, nhưng mà nhiều khi là cũng chưa được may mắn, là không được ra ngoài học hỏi hay giao tiếp nhiều, thì cũng không biết là làm cách nào để phát triển kinh tế. Ấy thì cháu thì cũng không giỏi giang gì đâu, nhưng mà với kinh nghiệm mà đi nhiều với cả thấy cách của mọi người làm ăn thì chúng cháu sẽ chia sẻ cũng như là áp dụng cách làm ăn của những nhà khá giả để đi chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Cái này là trồng lâu hơn là cái gốc của nó là gốc già đã bị long hết rồi nên là đào rất là dễ luôn. Đấy, Nghiêm thì tập trung vào cây phát triển về kinh tế, còn cháu thì sẽ giúp ông gì là hai chú cháu là phối hợp với nhau thì mấy nữa thì cháu sẽ lên một phương án là cũng hai chú cháu đồng hành cùng nhau. Thì cháu sẽ là người đi kiếm cây giống thuốc về, xong là cùng chú gì để đi trồng những cái chỗ đất còn trống, thì sau này thì tầm 10 năm nữa thì ông không làm được gì các bác ạ. Thì lúc đó thì có thể là khai thác cây thuốc ra để mà bán, thì hai chú cháu cũng có tiền vốn rồi. Cái này đi trồng thì quá ok luôn à anh ạ. Ờ. Anh Hậu ạ. Nhưng mà nặng lắm đấy. Nặng chắc là em một lần chở được 3 cây thôi, mỗi lần em về nhà thì cứ mỗi lần là đem cho ông với 3 cây là được rồi. Vâng. Em cứ đây, cây này nữa anh. Ờ cây này đây là nốt, xong anh em mình đi ăn mặn đi. Em không chở được một phát hết đâu, bây giờ đoạn này còn xa lắm. Căn bản đường đi khó nữa. Từ chỗ này đi là cũng khá là xa các bác ạ. Từ chỗ nhà Nghiêm đi thì là rơi vào tầm gần 40 cây. Thì cả đi cả về là 80 cây đấy các bác. Thì chở một cái chuối đây, từ đây đi là nói thật với các bác là không có sự chịu khó với lại thương người, thì không ai mà đi đào cái chuối mà xin từng cây một để đi trồng cho ông gì đâu. Đấy. Đây thì Nghiêm thì cũng mới vào canh thôi nhưng mà đã giúp được ông gì khá là nhiều. Con cháu thì sẽ tiến hành là trồng cây lâu năm, tại vì là tầm 10 năm nữa các bác thì quyết sẽ lớn lên, và trong thời gian lớn lên ấy thì là cũng đã có cơ nghiệp của ông để lại, cũng như là có cháu góp công vào đấy nữa thì sẽ bé quyết sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Và cháu sẽ đem những cái cây thuốc nam mà hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở chỗ nhà ông gì đã đem đi trồng. Ông gì thì có thuốc gia truyền, còn cháu thì biết khá là nhiều cái thuốc, thì hai chú cháu sẽ kết hợp với nhau các bác. Được chưa? Em bắt hai cây này. Còn anh bắt cây kia nhá. Ờ. Nhưng mà cái này em không cầm ra đi theo à? Dạ không. Mệt không? Nhà em vườn nhà em ở dưới kia, nhưng mà nhà em trồng sen canh anh ạ. Ờ. Trồng cây ăn quả mận. Mận đang đến vụ ăn đấy, anh ăn không? Có đi, chờ anh em đi. Ừ. Cho quý ông bà đón xem. Ôi. Đào một tí bị ấy luôn. Ôi giời, tại vì em là cũng không lâu là không trồng cái loại này ấy. Với lại bây giờ thì mùa nóng nữa nên là mình đeo cái này mình bập xuống thì nó rất là có cái lực ma sát. Thì nó ôi giời, các bác thấy khô chưa? Đây là bà con là đã trồng ngô rồi. Chưa có mưa. Ở đây là trồng hơi sớm đấy em ạ. Theo anh là trồng hơi sớm đấy. Thì phải qua rằm tháng 3 kia thì trồng thì mới tốt. Anh Hào cũng lần đầu đến vườn nhà em nhỉ? Ờ.
chia sẻ thật với anh là nhà em thì em ở một mình thôi. Em ở một mình thì em làm được bao nhiêu thì em làm. Bởi vì là nhiều khi cũng nhiều việc em cũng đi nhiều nữa nên là không làm gì được nhiều em. Nhưng mà cái vườn này thì em cũng trồng hết cây ăn quả rồi. Anh ơi, đâu quả mận ăn rồi. Đây mận thóc của công ông bà. Nha, cây này mới trồng thôi, em mới trồng được. Đây mận. Từ đây đến bên kia là vườn của nhà em. Nó mận thóc này sao đây? Có người gọi là mận cơm ấy nhỉ mà. Đúng rồi. Còn đây thì em cũng tranh thủ trồng xen canh cây ngô luôn. Hôm nào khi nào anh về cùng em ấy nhá. Ừ. Thì em bẻ ngô nhá. Ok. Anh em mình đổi công với nhau thôi. À, nghĩa về chỗ nhà đất nhà em à, đến cái chỗ khu dàn của cây đang làm dàn này à? Dàn đây cũng là của nhà em. Của em à, đến cái chỗ nào? Đến cái chỗ đến cây chỗ cái bậc trên kia. Xuống dưới chạy xuống dưới này luôn á? Đúng rồi. Đến mái nào? Dạ. Đến ngay cái bậc dưới này đúng không? Bậc dưới này đúng rồi. Đất nhà em đến đâu thì sử dụng hết rồi. Nói chung là không để đất chết. Ở đây thì trồng cây đu đủ này, xen canh với ngô với cả quả mận. Mận này đang đến mùa ăn này. Rất là sai luôn, rất là sai quả luôn. Em mời anh một quả. Ok. Cháu mời quý ông bà, cô chú và anh chị cùng thưởng thức mận với cháu Nghiêm nha. Ủa, ngọt thế. Đây, cây mận thì rất là sai quả luôn. Nhưng mà không có ai ăn anh ạ. Trồng để đấy thôi. Cứ bà con nào ấy thì cho. Còn đây em dòng sen canh cả cây rong riềng nha. Nhà em giờ không nuôi lợn nữa bởi vì em ở có một mình. Nên là không có ai chăm lợn hộ. Ôi ôi, đây dụng nhiều thế. Đây mận rụng khắp nơi có ai ăn đâu. Thỉnh thoảng thì cho chị gái hái đi bán. Chị gái thì ở nhà. Đây quý ông bà đây. Mận nhà cháu Nghiêm này. Cháu mời quý ông bà thưởng thức con cháu nhé. Bây giờ thì nếu mà muốn có người chăm sóc chú đáo với lại có sạch sẽ. Nhưng mà một mình em chỉ làm được sạch sẽ này là cũng giỏi rồi. Nếu mà có bầu có bạn hơn ấy, thì là phải lấy vợ em ạ. À đây, cho quý ông bà xem cây đu đủ của nhà cháu Nghiêm. Đu đủ thì cũng trồng để đấy thôi. Không ai ăn anh ạ. Đây, chín rồi này. Quả này chín rồi này. Đây, ở dưới chân kìa. Đây. Cây đu đủ, đây là cây xoài. Cái này hôm nọ cháu có trồng thêm củ rong riềng ở đây nữa. À, em có trồng thêm củ rong riềng ở đây này. Còn đây là ngô. Ngô thì cũng mới vun xong này. Nhưng mà cái gốc này là cây gì đấy? Sao để chặt ra đây? À, đây là cũng là cây mận. Cây mận nhưng mà em cứ phải nó tầm này là chặt đi để cho nó tán cành sang bên cạnh ấy. À. Sau này mình chả hái quả nó dễ chứ bây giờ mình không chặt đi thì quả nó sẽ cây nó sẽ mọc lên cao ấy anh. Vâng. Đây. Ôi thôi. Cứ đến tháng 7 kia là anh phải sang xin em mấy cành để anh chiết về. Vâng, này anh xem cái giống này em mua bên Bắc Hà về hết đấy. À. Vâng. Cây mận rất là nhiều nhưng mà không ăn. Đây là giống khác ở đây, giống có cái cây quả xanh lét này em. Vâng. Cây bên cạnh này. Đây là mận tâm hoa. Đây mận tâm hoa, mận này thì tầm tháng 6 mới ăn được anh ạ. À. Mận này muộn hơn. Em là còn một vườn ở dưới kia nữa nhưng mà đường đi hơi xa, chắc là hôm nào có dịp em sẽ xuống dưới kia thì anh xuống dưới kia. Có cả mận này. Có cả trồng lúa nhé, lúa nước đấy. Đây là vườn hành. À vườn hành. Vườn hành nhưng mà chỉ trồng cho vui thôi chứ có ai ở nhà ăn đâu. Nhưng mà nói chung là cũng thiếu bàn tay khéo léo của nữ em mà lấy vợ đi. Cái mận rất là sai quả luôn. Đây anh Nghiêm. Nếu mà quý ông bà nào mà ở gần nhà cháu Nghiêm ấy thì muốn ăn mận thì bảo cháu Nghiêm nha. Cháu Nghiêm dẫn lên nhà là cháu chỉ cho không thôi. Cho hái về ăn thôi chứ cháu Nghiêm không lấy tiền. Nha, hái về ăn chứ không phải hái về bán đâu nha. Hái về ăn thì cháu Nghiêm sẽ đón lên nhà và thăm gia đình cũng như là cho quả về ăn. Đấy, Nghiêm là thiếu người ăn thôi cô bác, bây giờ thì không thiếu người làm cả. À, thiếu người ăn chứ người làm nữa cũng không thiếu. Ơi, sao nhà em sướng thế, quản gì cũng có. Nhà em ở tít dưới kia. Tít dưới kia là có trồng lúa nước. À. Trồng lúa nhà em thì cũng như mọi nhà thôi, cũng ở vùng sâu vùng xa thôi. À.
nhiều cái là khi mình còn đất thì mình cứ trồng thôi, không ăn được thì để cho sau này mọi người ăn. Ừ, đúng rồi. Nên xem bên kia nữa không hay là? Có chứ, đi phải đi thăm hết chứ. Ô đất của nhà em chảy lên trên nữa cơ. Khi mà chia sẻ thông tin này lên thì em cũng sợ là nhiều người bảo là cháu Nghiêm khoe khoang cái gì, nhưng mà không phải đâu. Đây là hôm nay A Hầu cũng đến thăm nhà cháu Nghiêm lần đầu tiên. Thì cháu Nghiêm cũng muốn rủ anh A Hầu xuống xem vườn cây ăn quả tí với cả cho anh A Hầu thưởng thức. Không phải, căn bản là cho anh A Hầu học hỏi kinh nghiệm thôi. Thôi em thì có kinh nghiệm gì đâu. Nhiều khi cũng cần phải học hỏi các anh với cả các cô bác anh chị nhiều mới phát triển được. Đấy, anh thì bây giờ là em có cây gốc già ở đây rồi, thì sang năm là đến tháng 7 là anh xin ghép thêm vài cây để anh trồng dần ở trên đất cũ nhà anh thôi. Sau này anh cũng trước sau thì anh cũng chuyển ra ngoài thôi mà. Cái này là vườn đàn của cây bí đao anh ạ. À. Số 2 thấy rồi. Ôi đồ đất này em rộng thế cơ. Được, nhưng mà toàn đất đồi thôi. Nhưng mà ở trên này có phải ngay mặt đường này có phải đất của em không? Dạ. Trên này này. À, trên đấy thì không phải đâu. À. Thì đất ở đồi chứ đất mặt đường này không có. À. Vâng. Anh biết trên cây này cây gì không? Đây là cây đậu. Đậu bắc. À không phải đậu bắc. Đâu này là đậu gì nhỉ? Cái này em anh chỉ biết là cây thuốc thôi. Cái này là hôm nào anh sẽ lên một video rất là hay cái bài thuốc của cái từ cây này dần ra. Nếu mà các bác ủng hộ thì cháu sẽ lên video đấy. Còn không có các bác ủng hộ thì khả năng là cháu cũng xin gác sang một bên thôi. Đây thì cái dây khoai lang có ít thôi. Khoai lang này thì nếu mà để em hái giống nhau gì không đủ. Ờ cái này phải em đến tháng 4 bắt đầu mưa nhiều kia thì em hái được. Ôi dồi, đây có quả cái cà chua. Vâng. Rồi, em không biết em có vườn ở đây đấy. Anh không biết em có vườn đấy à? Ừ. Nếu mà có thì khả năng anh đi cà đường. Cà chua nhưng mà không ăn đến. Chỉ trồng để đấy thôi. Ôi giời ơi. Ăn đến quả. Anh mà biết sớm thì khả năng anh đi đường thì cứ thiếu cái gì anh ra hái rồi. Vâng. Nó cả thì trồng không tốt. Nóng quá anh ạ. Ở bên kia có quả đu đủ chín rồi, em ra bạt đi. Anh ăn nào để em. Có, bạt về nhà ăn đi. Cả nhà em không ăn thì tí cho xuống huyện cho vào tủ lạnh đi. À, mùa này mát nóng thì mình. Anh ăn ớt không? Đây là cây ớt này. Ớt này chỉ có em Yển nhà em Quyền mới thích. Ớt thì ớt này rất là ngon, rất là thơm luôn. Ớt thì nói chung là mình cũng ăn nhưng mà không đến nỗi thòm thèm. Anh cao hơn chắc anh vừa đến đấy. Mét mốt là không mới tới à? Vâng. Đây, thế chị. Tôi mới quay để cho bạn quản này. Thế cũng được, có ăn được chứ nhỉ? Ăn được rồi. Ôi, quả này là vừa chín tới luôn đấy. Vâng. Ngon đấy. Cái quả này không tí không? Vừa phải đem theo anh em vừa nuôi bắt cái chuối trên đấy. Dạ vâng. Anh em mình vừa ăn luôn. Đây là làm cái giống gì đấy? Dạ. Em làm cái giống gì đấy? Cái này á? À? Hôm nọ em trồng thử dưa hấu nhưng mà chưa được. Dưa hấu em phải che nó vào chứ? Dạ. Cái này em thử thôi nhưng mà chưa được, chưa có kinh nghiệm ấy chắc à. Nếu mà các bác xem được thước phim này thì cho cháu Nghiêm xin ý kiến, góp ý để... Người ta treo lên ở trên ao cá. À. Thế thôi. À, kia còn nữa nhưng mà kia đi khó quá, thôi không đi nữa nhỉ. Ờ thôi. Chắc là đến đây thôi. Còn anh hái quả đi. Hái quả để ba lô tí xuống anh em ăn. Ờ. Đấy, lấy quả được, quả đủ. Dưới kia còn hai quả chín nữa, anh hái nốt đi. Thôi lấy một quả rồi, lấy cái quả mận kia thôi. Tí mang đi chia cho anh em. Lấy quả mận thôi. Lấy anh lấy mận đi. Xong là hái để vào ba lô ấy, tí mang xuống chia cho anh em với mọi người một ít. Ở đây có cái bóng à. Đây đây này. Bên này đang chín này. Cái này bên này thì anh cho vào ba lô luôn được. Vâng. Đây anh ạ. Dưới này là chín hết rồi. Đấy quả chín thôi. À. Mận này thì nó không quả quá to đâu. Nó chỉ tầm tầm này thôi. Như bạn mùa này thì anh
Xong rồi giá thì anh cũng cố gắng bớt ra cho một ngày để anh ra chiết. Vâng. Kinh nghiệm mà anh trồng cây ăn quả thì em chia sẻ với anh một chút, nếu mà cây ăn quả anh đừng có để nó lên cao, cứ cao cao anh chặt ngọn nó đi để cho nó tán rộng xung quanh ấy, thì lúc mình hái cũng rất là dễ luôn. Với cả nó nhiều cành, càng nhiều cành thì nó lại càng nhiều quả. Đây nhìn. Chặt mấy lần rồi anh ạ? À? Chặt cứ ngọn nó cao cao là em chặt thôi. Bây giờ tầm này cao thế này là em không phải chặt nữa đúng không? Không chặt nữa, tầm này để cho nó cứ phát triển thôi. Không, anh không chơi cái bài này. Anh thì nếu mà cái cành nó cao lên thì anh sẽ dùng cái hòn đá để cho nó treo lên trên cành, xong rồi cho nó ngả xuống này. Thế thì sau này nó to về nó nặng nó bị gãy anh ạ. Vâng. Nghe là ở góc không chịu được luôn. Vâng. Anh tí hái quả đủ này về ăn nhá. Này, em thì qua các cây ăn quả em cũng không thích ăn mấy. Cây nó đủ thì đang chín rồi các bác ạ. Chín khá là nhiều. Nhưng mà cháu nghe mình không đam mê ăn ăn hoa quả mấy. Sao em chọn toàn những cái loại cây giống, toàn loại cây giống ăn quả buồn cười đấy. Vâng, thì cây ăn quả nó cũng phát triển được kinh tế mà, nhưng mà em có biết tại sao là anh bảo là cái cây ăn quả buồn cười không? Sao anh? Có một cây như là một cành thì chín rồi, một cành thì vẫn còn vàng, còn xanh nét thì chúng gì? À, nó cành ở hướng nắng thì nó sẽ chín trước. À. Vâng. Chứ cành ở hướng khuất thì nó sẽ chín sau. Luôn, vâng. Vâng. Anh mới bảo là nhà em có giống cây mận buồn buồn cười. Vâng. Anh ơi hái nhiều nhiều nhá, xong tí mang xuống chia cho anh em nhé. Thôi anh hái vừa vừa thôi, hái nhiều thì anh em ăn nó lại no, lại không trồng chém, lại không đến nhà em chơi nữa. Hôm nào anh em mình làm bữa lên đây hái cái quả ăn nhỉ. Ôi dồi ôi, này đúng là quả sạch ở đúng là cái này không phun thuốc gì đâu, tự nhiên thế đấy. Quả đâu. Ôi dồi ôi, hái xuống tay đi. Wow. Suốt ngày mà anh không phải trồng thì suốt ngày đi hái này anh kết lắm. Đây này, các bác có thể nhìn thấy những quả mà mận như thế này, đẹp chưa? Đó, cho vào ba lô này, tí là đem xuống để huyện là cùng anh em mà không phải liên hoan thì cũng phải là ngồi với nhau ăn một trái quả. Mà cái bên này sai quả lắm này. Rụng xuống dưới đất. Nó chín nó rụng không? Đây là đợt trước là có mưa đá. Vâng. Mưa đá thì nó rơi chứ. Cũng may cái đợt mưa đá vừa rồi cây nó không bị hỏng cái nào. Rồi. Thế thôi. Chừng này thôi lấy ăn cho thèm thèm thôi, ăn nhiều làm gì. Dạ. Anh cho quả đấy. À lấy thêm quả đu đủ kia đi. Thôi có đu kia đã chín hẳn đâu. Chín rồi. Đâu? Ở dưới đây. Cái, quả đấy đây. Cành vươn xuống dưới. Đúng kia. Rồi đúng rồi. Thế được. Với từng này. Tí cho chị đen của em về đây rồi. Vâng. Chị xuống ngày ở nhà trong nhà. Đây là anh cho vào ba lô đấy. Hết bên kia rồi. Cái này lấy ghép rồi lấy chiết thì ngon hơn hả em? Cái này ghép anh ạ. Cái này trước cây giống mua ở bên Bắc Hà về. Nếu mà bây giờ mình muốn ăn cây giống thì ghép có tốt hơn hay là chiết tốt hơn? Ghép thì mình ghép vào cái gốc cái đào cũng được mà. Đúng rồi, chiết thì nó tốt hơn chứ. Đây. Cây này cây đấy thì quả nhiều quá. Ôi dồi ôi, cành nhiều đấy. Vâng. Bé nhưng mà ôi, quả to nhiều. Này mà chín lên thì tháo ăn nhỉ. Vâng. Ôi, anh ghen tị với chú đấy. Nhà thì thiếu người ăn. Trồng quả nó không có người ăn thì mới khổ. Đấy, nếu mà có em nào mà chưa trồng ấy thì qua thức phim hôm nay thì liên hệ với em Nghiêm qua số điện thoại ở ghim trên màn hình nhé. Bởi vì là hiện tại thì em Nghiêm là vẫn đang ế cô bác ạ. Thì nhà thì trồng sẵn được cái quả rồi. Giờ thì có kiếm người ăn cùng nữa. Còn đây là vườn của nhà Thím. Nhà Thím là trồng ngô anh ạ. Nhà Thím đất ở trên này luôn á? Không, nhà Thím cái này là Thím khác. Thím Văn à? Vâng, Thím Chỉ. À. Thím Chỉ thì con cũng đi làm ở xa hết rồi. Ừ. Hai chú Thím trồng ngô chịu khó lắm. Nói chung ở trên này thì nhà nào cũng chịu khó làm anh.
Anh sẽ quay từ đây ra kia cho quý ông bà xem. Đây là có rất là nhiều cây cây gạo luôn. Mùa hoa gạo ấy, rất là nhiều. Đẹp lắm anh. Đất thì từ bãi đất đây xung quanh đây thì rất là nhiều nhà chung luôn, mới nhà một mảnh. Còn trên này là cửa nhà tú thì mút rồi. Ngày trước là trang trại nuôi gà ấy. Đó họ thuê một nửa. Còn thế cái nhà sát kia là bây giờ là của nhà chú thím em luôn à? Không, nhà sát đấy là của À thế cái nhà thì người ta bây giờ không lấy được cái gì? Có nghĩa là nhà người ta cũng không lấy luôn. À có nghĩa là người ta mua cái đất ở đấy đúng không? À trước là có chương trình tái định cư. Có. Chúng em mà được cái là đất thì rộng nhưng mà Người thì chưa. Nhưng mà không có nước nhỉ? Em có bắt được hai cây không? Có. Em mà cuốn lại cho hai cây cuốn lại đi. Anh bảo em hai cây cuốn lại vào nhau luôn. Anh cầm có anh cầm mới quay không? Anh cầm mới quay thì anh không cầm được nữa, nếu mà không cầm mới quay thì cầm được. Rồi, này vừa sức rồi. Thanh niên 18, bề thì cái xương trâu, sợ gì. Bây giờ là không đem theo con dao của bác à, nên là cái cây chuối mà Nghiêm đang đào được ấy thì là rất là cồng kềnh. Là một tí nữa là sẽ vác lên trên đấy thì sẽ tận dụng cái lá chuối để cho con trâu nhà chú thím của nhà Nghiêm ăn. Đấy, còn cái cây kia về đi. Ok. Bây giờ thì cháu sẽ vác cái này lên cùng em Nghiêm. Còn hai cây nữa mái ở dưới này. Bây giờ sẽ vác lên tập kết ở đây. Giờ lấy ra chặt gọn nó đi. Trong cả lá gió nó cứ đu đưa này, lỏng hết cái bộ rễ nó ra. Ôi. Thôi bây giờ thì cho Nghiêm à chặt canh thì nhìn xé đứa không canh luôn các bác. Kia là thím của cháu. Nó nào thì cũng lên này. Hình một lần rồi. Rồi thím mà béo đấy. Vâng. Thím thì đi xin cây gì cũng vui vẻ tươi cười thôi. Hôm nay thì ở gần thì vệ sinh của nhà thím trước. Mai cháu Nghiêm sẽ lại xuống đào của nhà cháu Nghiêm. Ôi mệt quá. Thì ơi tí mới chào được. Em chào lên. Vác lên cái này mệt quá anh ạ. Đây nhà chú thím này. Review một chút nhà chú thím này. Nhà chú thím thì làm theo kiểu nhà sàn bê tông thôi. Cũng là chịu khó làm ăn kinh tế đây anh ạ. Chứ không tự nhiên có được cái nhà to như thế đâu. Người ta bảo là những cái sự thành công thì không có dấu chân kẻ lấy miếng ấy. Thím ơi cháu quay nhà một tí nha. Nhà thì nhà sàn đúng theo kiểu phong cách hiện đại luôn các bác. Đấy thì nhà cũng trồng củ nông nghiệp với cả làm vườn các thứ ấy. Chăn nuôi lợn thôi. Cũng làm gì. Ô nhà bán hàng tạp hóa cả. Vâng. Anh còn không biết đấy. Em biết thì sao? Chắc là suốt ngày đi qua đường này thì toàn ra mua chịu của anh chị thôi. Đây là ngôi nhà mơ ước của em ấy. Em thì chưa có tiền làm nhà. Thôi cố gắng, tầm 10 năm nữa thì khả năng là cũng làm được rồi. Dạ vâng. Lúc đấy thì em mới bằng tuổi của anh, còn anh bây giờ để bằng hiện tại thì chưa có cái gì luôn. Chắc là khi nào lấy được vợ rồi thì mới dám nghĩ đến làm được nhà rồi thì mới dám nghĩ đến chuyện lấy vợ, chứ bây giờ
nghèo như thế chắc cũng chả ai muốn lấy đâu. Thì thưa quý ông bà, cô chú và anh chị, thì thước phim của cháu Nghiêm đến đây cũng khá dài rồi. Hôm nay thì cháu Nghiêm cũng về nhà xin ít cây chuối cho ông dì, thì cháu cũng tiện quay một chút với phong cảnh quê hương của cháu Nghiêm cho quý ông bà, cô bác và anh chị cùng xem. Thì cháu cũng rất là cảm ơn quý ông bà, cô bác và anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cháu Nghiêm cũng như là động viên cháu Nghiêm rất là nhiều. Rất mong là trong thời gian tới thì cháu Nghiêm sẽ nhận được sự yêu mến cũng như là ủng hộ nhiều hơn từ quý ông bà, cô chú và anh chị. Còn bây giờ thì cháu Nghiêm xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô bác và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Cháu Hầu xin chào các bác. Vâng, các bà đi. Cháu Hầu xin chào các bác.